Có nước sạch xài luôn em ha. Mến chào cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Thiện cùng với thợ tới đây để khởi công cất nhà cho chú Vinh Hên. Thì nhà này được xây dựng với diện tích là 32m2, thì tráng cái nền xi măng. Thì đây số tiền hôm trước của cô Phúc ở Hawaii có gửi về cho Thiện là 1.200 đô đó. Thì Thiện làm cái nhà này cho gia đình, thì một vài ảnh Thiện quay phim đất thợ làm nhà gửi đến cho cô xem, cũng như là trò chuyện cùng gia đình. Chỗ hộ kìa. Dạ. Cô, bên này khởi công làm nhà thấy mừng không? Mừng nha. Đứng lại. Trong không biết mấy ngày không thấy lại, trong hoài. Trong hoài luôn hả? Trong lại rồi, không lại chứ. Dạ. Rồi lại thì tôi thấy cũng mừng. Dạ. Mừng quá. Mừng cái sớm sớm. Dạ. À. Sớm sớm cũng mừng. Mưa này hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Dạ. Bữa nay làm nhà có làm gì cho thợ ăn không? Mình có hết trơn rồi kìa. Có. Này. Có. Mua cá rồi giờ nên nấu canh cá chua. Rồi. Nấu canh chua. Cà phê, cà pháo có rồi. Hồi sáng tôi uống cà phê lần rồi. Dạ. Lại tới pha cà phê cho. Tiền hôm trước cho mua đồ ăn đó phải không? Dạ. Phải. Còn không? Còn có 300 nữa. 300 nữa. Dạ. Được rồi. Ha. Thường bữa đâu mình đâu có đâu. Mà dạ. Có mua gạo chưa? Mua rồi. Mua gạo rồi phải không? Dạ. Mua gạo rồi thấy được rồi đó. Được nhiêu ký? Hả? Mua được 30 ký. 30 ký. Hai ông bà ăn chắc hơn tháng à. Cỡ đó ăn à. Có 2 lon à. À, ngày có 2 lon à. Ừ. Sáng 1 lon, chiều 1 lon. Ừ. Chưa không có ăn. Không có ăn. Chưa ăn bên đây chút đỉnh nữa, nghỉ ăn luôn. À. Rồi giá chịu á. Dạ. Rồi vậy mừng rồi ha. Dạ, con mừng rồi. Dạ. Thì nhà này cất cho có 2 ông bà thôi cho nên tráng cái nền xi măng. Dạ. Cha là làm ngang 4 m dài 8 m ha. Dạ. Dạ. Để cho nó sạch sẽ chứ không phải ở nền đất ha. Dạ. Cúng trái cây luôn hả? Sáng hả? Dạ. Như đây cái nền nhà đó do nó cũng cao, thế là mình cuốn lên 2 cục gạch nữa. Thì ở trên này là đổ đá với lại cát lên thì làm cái nền này đủ luôn rồi. Vậy là này mình khỏi vô đất thêm phải không? Chắc đủ luôn rồi đó. Rồi là đưa đá vô rồi cán luôn à. Đây. Xây cuốn nền. Này được 2 cục không chú? Được 2 cục hả? Ở đây cuốn nền là mình xây tường lên 20 đó, rồi xong rồi bữa sau cứng đó, đưa đá lên để đầm. Đưa đá lên đầm rồi mới tiến hành cán cái lớp hồ lên phía trên. Đó, rồi sau này cái nền nhà làm xong rồi sẽ dựng nhà. Cái nền nhà này êm nè, nó vẽ sẵn luôn ha. Ở đây đó.
Cái này còn đi làm ở ngoài đồng nữa không? Nắng quá đi không nổi đâu, ở nhà không. Nắng quá đi hết nổi hả? Hết nổi rồi, qua chút qua mệt hết mẹ luôn. Thế nó nắng thôi. Hết lúa mót rồi, đi lượm trứng vịt lại. Vịt đông lượm, lượm được quánh chết luôn, con ta nó chạy đồng quá. Và nước lên nó bắt ốc nữa. Dạ. Có xuồng đi bắt ốc nữa dạ. Rồi. Nhiều sức khỏe ha, gắn thêm 2-3 bữa nữa là nhà mình được dựng lên rồi ha. Dạ. Rồi tụi con đi à. Dạ dạ. Mình cái xuồng cái nữa được. Thiện cũng cảm ơn cô Phúc và cô Tina Đoàn đã gửi tiền cho Thiện, nó giúp đỡ gia đình của cô chú đây cắt được cái căn nhà che nắng che mưa. Hai ông bà giờ ở có hai người thôi, không có con cái gì ở chung, cho nên cuộc sống cũng vất vả khó khăn mà. Thì sau này có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ thêm thì con sẽ mua cho cái xuồng ha. Dạ. Tại vì giờ hiện tại đang mùa dịch á, thì cho nên cô bác bên bệnh cuộc sống cũng khó khăn, không có đi làm được cho nên không có tiền gửi về đâu. Sau này cái dịch bệnh bớt lên á, thì cô bác ở bên Mỹ, bên châu Âu, bên Canada, bên Úc rồi đó, gửi về thì con mới giúp được ha. Còn hiện thời giờ con làm những cái công việc hiện tại là do cô bác đã gửi trước, từ trước á. Dạ. Thì mình đi. Dạ con chào bác. Bác tên gì bác? Thầy Chuông. Thầy Chuông hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi? 70. Ồ, lớn tuổi ha. Nhà sống ở trong nhà này có một mình là sao? Hai đứa cháu nó đi học rồi, mất giữ cháu đó. Bây giờ nó đi học theo mẹ nó hết rồi, nó nghỉ học á. Ở đâu? Bình Dương á. Dạ. Nhưng mà bướng hết rồi. Dạ, hàng ngày bác làm nghề gì sống? Không có làm gì, không có công ruộng nè. Nuôi heo. Có làm ruộng không? Không có ruộng. Rồi con cho cái ít cái dụng luôn. Dạ. Nhà này con thấy nó cũng hư hỏng hết rồi hả? Thấy tốt kìa, còn tốt lắm mà mọt ăn hết sụm cái này hết cái sụm cái này. Mọt ăn hết hả? Mọt ăn hết trời. Thấy mới cao mà mình đốn mà mặn liền đó, 8 năm rồi. Rồi bác có mấy người con? 3 đứa, 4 đứa rồi đó, có riêng hết trơn rồi, không có đứa nào. Cũng đi bằng Bình Dương 2 đứa rồi. Vậy là sống mình chứ không có sống với con hả? Không, không có sống với con. Nhà này con thấy nó cũng cao su rồi che hết trơn ha. Mọt xuống quá rồi che hết trơn. Nhà này mưa giọt không bác? Giọt với mưa tôn đó con cho dạ. Người nhà chăm đó. Dạ. Mưa tôn nãy trên là thấy trời rông rồi giúp bữa nào đi nữa. Dạ. Rồi con ở trên chỉnh còn làm được không? Hay là nghỉ làm rồi? Nó mần nửa tháng, nghỉ nửa tháng. Vậy hả? Không có hàng cũng hả? Như ngày nay mần mới nghỉ vậy đó. Đủ trang trọ đó, rồi chồng bằng hồ. Có con cháu có gửi gì cho bác không? Thì nó gửi lần đóng tiền điện rồi nó gửi không đó. Chứ có tiền đâu làm gì ra tiền đâu. Rồi chồng bác đâu? Chồng cũng mần không nổi đó, bệnh. Có chồng không? Có, ở bên con Úc đó. Rồi mình nay nó ở gì nó ở đây con nghèo quá không lại ở đây nhỏ này không con không biết học luôn. Dạ. Rồi con nhỏ không biết. Ở đây thuộc ấp nào bác? Ấp An Trường. An Trường hả? Ừ. Xã gì? Xã Trần An. Dạ. Bây giờ mong muốn của bác lúc này là muốn điều gì? Thì muốn nhà nước cho được cái nhà tốt thì mừng rồi. Con là làm bên từ thiện chứ không phải nhà nước. Trả thiện hả? À. Thì mong muốn mà như trả thiện cho tôi cũng cảm ơn. Vì mình không có khả năng làm nổi đó. Nhà thì một hết là già không có làm gì được. Yeah. Ông ở con gái Út nuôi. Thì tôi ở đây gái thứ tư giữ cho con nó đi học á. Yeah. Rồi có 5-6 tuổi rồi, 7-8 tuổi rồi dốt chết rồi. Yeah. Gắn giữ cháu đi học. Rồi ở nhà có gạo đoạn không? Con cho. Cái nó thiếu người ta cho người chục ký. Yeah. Nhờ con nó cho. Cũng đỡ rồi, ha. Rồi nhỏ giữ con nó đó. Nó cho anh đứa 1 triệu. Yeah. Rồi mua này ăn, mua con ăn đó. Rồi gạo thóc thì nó cũng đủ đó vậy. Dạ. Đó. Nó làm được già rồi. Dạ. Rồi ổng ở đẳng gái Út nuôi. Gái Út nó mừng công ty á. Tháng nào cũng có con lương cũng đỡ hơn tôi. Dạ. Rồi nhỏ này cũng có lương thiệt mà con nó bao cũng 2-3 đứa. Dạ. Cũng cho già chút đỉnh nha. Ai sao còn nuôi heo không? Nuôi con cho mượn 5 thân mua nuôi. Dạ. Nuôi 2 con cho 3 tháng không bự. Thiếu ăn. 25 ký à, mua thức ăn cho bà không cũng theo lớn rồi nghỉ à. Mua công cơ cho ăn lại. Ta kệ nuôi 5 cũng được, có tiền thôi được rồi.
Thì tụi con tới đây quay những hình ảnh ngôi nhà bên trong á, thì thấy nó cũng hư hỏng, nó cũng dột và che cao su hết rồi. Thì cũng hy vọng là có mạnh thường quân ở gần xa giúp đỡ cho bác cất được cái ngôi nhà ha. Dạ. Để có nhà cũng lành lặn, trời mưa không có lo. Ở nhà dột khổ lắm, khổ lắm. Với lại con thay mặt chị Son Arili gửi cho bà 500 ngàn đi ha. Dạ. Để mua gạo ăn nha. Được không? Cảm ơn ơn không. Dạ. Cảm ơn ơn. Nhà đâu có làm gì được, vậy dạ. cháu đi hết cái ăn mấy rồi. À. Ở nhà cũng ăn cũng cha mẹ tôi gửi tiền. Gửi bà 500 nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Không biết làm sao mà chúc cho mừng ăn khá mạnh giỏi. Dạ. Không biết nói nữa, khó lắm. À. Chúc cho cậu mà chúc mừng cho mạnh giỏi, bình an. Bác là Thị Chuông. Nó 70 tuổi. Thì con cũng hy vọng là sẽ có mạnh thường quân giúp đỡ thêm cho bà có tiền cất lên căn nhà nha. Dạ. Dạ. Nhà ở mình gọn gàng quá ha. Ở mình đó, con khi đi quăng đi cho nó mượn nó đem nó đi 2-3 năm một hết chứ. Dạ. Một hết rồi. Rồi, về đi con chúc bà nhiều sức khỏe nghe. Rồi cái tủ anh tôi đó, ảnh bằng nhà tường đó, ông cho sửa ngày không dám khiêng. Để rồi hãy tính khiêng. Có mạnh thần quân nào giúp thì con sẽ quay lại nha. Dạ. Dạ. Thôi tụi con đi ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn ha. Dạ. Không có gì mà đền ơn cho nữa. Giúp sao? Dạ. Tôi không biết mấy gì nói nữa, ngộ lắm không biết. Không sao. Dạ. Thôi tụi con đi ạ.